Áp Việt Dách. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì. Vào thư viện app, tải ngay Áp Việt Dách. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với khóa học hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa thuộc cuốn sách ngữ văn lớp 7 tập 1 bộ sách Chân trời sáng tạo. Ngày hôm nay, cô cùng các em, chúng ta sẽ cùng nhau đi soạn bài thực hành tiếng Việt trong trang 41, bài 2, bài học cuộc sống, chuyện ngụ ngôn. Chúng ta sẽ cùng cô đi xác định mục tiêu chính của bài học ngày hôm nay, đó chính là chúng ta sẽ tìm hiểu về công dụng của dấu chấm lửng qua từng bài tập. Chúng ta sẽ đến với bài tập số 1, trang 41. Em hãy nêu công dụng của dấu chấm lửng được sử dụng trong mỗi câu văn, đoạn văn dưới đây. Câu A, Gấu đến gần, dí mõm vào tai người này, ngửi mãi. Trích trong tác phẩm Hai người bạn đồng hành và con gấu của tác giả Ezop. Trường hợp B, tối, cái bảng giải chiếu manh giữa sân. Cả nhà ngồi ăn cơm trong hương lúa đầu mùa từ đồng chỗ thoảng về, trong tiếng sáo diều cao vút của chú chàng, trong dàn nhạc ve, trong tiếng chó thủng thẳng sủa răng. Trường hợp C, bác tai gật đầu lia lịa, phải phải, bác sĩ đi với các cháu. Trường hợp D, những con chim mẹ bay cao trao chát theo anh Thà về nhà tận nhà, gào thét mãi. Trường hợp D, phải thuyền quan trạng rước cô tôi về. Trường hợp E, tôi quắc mắt, sợ gì, mày bảo tao sợ cái gì, mày bảo tao còn biết sợ ai hơn nữa. Thưa anh, thế thì em xin sợ, mời anh cứ đùa một mình thôi. Như vậy, ở đây chúng ta có những câu văn để chúng ta xác định được tác dụng của dấu chấm lửng. Mỗi câu đều có một dấu chấm lửng riêng. Chúng ta sẽ xác định tác dụng của từng dấu chấm lửng trong từng câu. Ở câu A, dấu chấm lửng ở đoạn sau từ ngửi mãi, ở đây có tác dụng là tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng chưa tương tự chưa được liệt kê hết. Như vậy chúng ta nhà văn đang bỏ ngỏ và còn rất nhiều những sự việc tương tự, ý nghĩa tương tự như nhau mà tác giả không thể kể hết, tác giả sẽ dùng dấu chấm lửng. Như vậy trong là cuộc sống cũng như là trong khi chúng ta viết văn kể về những từ cùng trường nghĩa mà chúng ta không thể kể hết, không thể kể rông dài thì chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm lửng, đúng nào các em? Chúng ta sẽ xác định tiếp đến là trường hợp B, dấu chấm lửng, tác giả tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng chưa liệt kê hết. Ở trường hợp C, tác dụng của dấu chấm lửng là thể hiện chuỗi lời nói đang bỏ dở, ngập ngừng và bị ngắt quãng. Trường hợp D, dấu chấm lửng còn thể hiện nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết. Trường hợp D là dấu chấm lửng biểu thị sự kéo dài của âm thanh gà gáy phải không nào các em? Trường hợp E, dấu chấm lửng thể hiện ở chỗ lời nói bỏ dở, ngập ngừng và bị ngắt quãng. Như vậy chúng ta sẽ cùng đối chiếu với những câu văn và tác dụng để chúng ta xác định được tác dụng của dấu chấm lửng ở trong những câu văn hoặc là những bài tập tiếp sau các em nhé. Chúng ta sẽ cùng cô bước sang câu hỏi số 2. Em hãy nêu công dụng của dấu chấm lửng trong hai đoạn thơ sau. A, xin bệ hạ hãy nguôi cơn giận, xét lại cho tường tận kẻo mà. Trích Chó sói và chim con trong của La Fontaine. B, chính mày khuấy nước, ai quên đâu là mày còn nói xấu ta năm ngoái. Cũng trích tác phẩm cùng tên. Như vậy ở trong câu 2 này, trường hợp A và trường hợp B đều sử dụng dấu chấm lửng ở cuối câu. Như vậy chúng ta sẽ xác định được ở trường hợp A, tác giả sử dụng dấu chấm lửng để thể hiện lời nói bỏ dở, ngập ngừng của chiên con khi bị sói bắt nạt. Còn ở trường hợp B là dấu chấm lửng thể hiện còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết. Chúng ta sẽ cùng cô bước sang câu hỏi số 3. Hãy chỉ ra điểm tương đồng và sự khác biệt giữa hai cách diễn đạt cùng một ý trong các ví dụ A1 và A2, B1 và B2 dưới đây. Em thích cách diễn đạt A1 hay là B1 hay A2, B2 và vì sao? Chúng ta sẽ xác định dựa vào 4 câu văn như sau. Câu A1, Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể. A2, Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung mà nó thì oai như một vị chúa tể. B1, nhưng bầu trời vẫn là bầu trời. B2, nhưng bầu trời vẫn là bầu trời. Trích trong Ếch ngồi đáy giếng. Chúng ta sẽ xác định cách diễn đạt như sau. Điểm tương đồng ở trong 4 câu này là chúng ta sẽ chia thành từng nhóm. Ở trong câu A, A1, điểm tương đồng là đều nói về sự kiêu ngạo huênh hoang của chú Ếch. B1 và B2 điểm tương đồng là đều nói về sự thật hiển nhiên của bầu trời. Điểm khác nhau. Ở trong câu A1 là tác giả sử dụng cách diễn đạt trần thuật liền mạch. Câu A2 là dấu chấm lửng. Tác giả sử dụng đã làm giãn nhịp điệu của câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung châm biếm về sự ảo tưởng của ếch khi coi mình là chúa tể. Câu B1, tác giả sử dụng cách diễn đạt trần thuật liền mạch, không sử dụng dấu chấm lửng. Câu B2 là tác giả đã sử dụng dấu chấm lửng làm giãn nhịp của câu văn, tạo nên sự bất ngờ, gây hứng thú cho người đọc về một sự thật hiển nhiên, chính là bầu trời, vẫn là bầu trời. Như vậy, cách diễn đạt A2 và B2 chúng ta có thể thích hơn bởi vì sự xuất hiện của dấu chấm lửng đã tạo được nhịp điệu cho câu văn, gây sự tò mò, hứng thú cho người đọc về sự xuất hiện của nội dung phía sau. Nó còn tạo ra tiếng cười châm biếm, gây bất ngờ với người đọc. Cách diễn đạt khi xuất hiện dấu chấm lửng khiến câu văn dài ra, có suy tư hơn và chúng ta có thể thích cách diễn đạt A2, B2 vì nó giàu cảm xúc. Chúng ta sẽ cùng cô bước sang câu hỏi số 4. Chỉ ra công dụng của việc sử dụng dấu chấm lửng trong các đoạn văn sau. Đoạn văn A. Cùng họ với diều hâu là quạ, quạ đen, quạ khoang, lia lia láo láo như quạ giòm chuồng lợn, không bắt được quạ con, không ăn trộm được trứng, nó vào chuồng lợn. Quạ vừa bay lên trèo bèo vây tứ phía đánh, có con quạ chết đến rũ xương. Trích trong Tuổi thơ im lặng của Duy Khán. Câu B. Mùa đông tôi không ra đường chơi được thì ở nhà đọc truyện Tàu cho cả trong nhà, nhà trong, nhà ngoài nghe. Hết một cuốn thì cầm 2 xu chạy vù lại hiệu Cát Thành, đầu phố gai đổi cuốn khác. Trích hồi ký Nguyễn Hiền Lê của tác giả Nguyễn Hiền Lê. Chúng ta sẽ chỉ ra công dụng của việc sử dụng các dấu chấm lửng trong đoạn văn A như sau. Đoạn văn A tác giả sử dụng dấu chấm lửng 2 chỗ. Chỗ đầu tiên là biểu thị lời trích dẫn được lược bớt. Dấu chấm lửng số 2 là thể hiện chỗ lời nói đang bị bỏ dở. Ở B, câu B có 2 dấu chấm lửng đặt trong dấu ngoặc vuông, đều dùng để biểu thị lời trích dẫn đã bị lược bớt. Chúng ta sẽ cùng cô bước sang bài tập số 5. Cách sử dụng dấu chấm lửng trong các đoạn trích dưới đây có gì giống và khác nhau với cách sử dụng các dấu câu này ở trường hợp A và B bài tập số 4. Chúng ta sẽ cùng vừa theo dõi câu hỏi số 5, vừa xem lại câu hỏi số 4 để trả lời hoàn thiện cho câu hỏi số 5 này nhé. Trường hợp A. Chúng ta sẽ đọc kỹ trường hợp A. Nhiệm vụ của chúng ta là có 2 phút để đọc trường hợp A và trường hợp B. Sau khi chúng ta đọc, cô sẽ gợi ý chúng ta trả lời như sau. Ở trường hợp A, dấu chấm lửng đầu tiên ở đoạn "Thật không thể tin nổi, cháu có con mất thần". Ở đây tác giả sử dụng dấu chấm lửng để biểu thị lời trích dẫn đã bị lược bớt, đúng không nào các em? Ở trường hợp B có 2 chỗ dấu chấm lửng. Dấu chấm lửng số nhất là "cục cục". Tác giả mô phỏng âm thanh kéo dài ngắt quãng của con gà trống. Dấu chấm lửng số 2 "mặc mặc", mô phỏng âm thanh kéo dài ngắt quãng của con vịt. Dấu chấm lửng số 3 là dấu chấm lửng đặt trong dấu ngoặc vuông, biểu thị lời trích dẫn đã bị lược bớt. Như vậy, bài học thực hành tiếng Việt ngày hôm nay chúng ta chủ yếu đi tìm hiểu về công dụng của dấu chấm lửng. Chúng ta sẽ tiếp đến so sánh bài tập số 4 và bài tập số 5 về dấu chấm lửng giữa hai bài tập. Hai bài tập này có điểm giống nhau, đó chính là tác dụng của dấu chấm lửng đều biểu thị lời trích dẫn bị lược bớt. Khác nhau ở bài tập số 5 là lời trích dẫn bị lược bớt ở đây là cả một đoạn văn, dấu chấm lửng được tách hẳn thành một dòng riêng. Còn ở bài tập số 4 là dấu chấm lửng, đó chính là lời trích dẫn bị lược bớt là một từ hoặc là một câu văn. Dấu chấm lửng ở trên cùng một dòng với câu văn. Như vậy đó chính là điểm khác nhau giữa hai bài tập số 4 và bài tập số 5. Chúng ta sẽ cùng rút kinh nghiệm, cùng đưa ra những bài học cũng như là cách thức để chúng ta xác định được tác dụng của dấu chấm lửng để trong quá trình mà chúng ta viết văn được thuận lợi và liền mạch hơn. Bài học ngày hôm nay đã khép lại tại đây. Cô cảm ơn các em đã lắng nghe và theo dõi. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở trong những bài học tiếp theo. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.